Cách đây vài ngày, Neymar đã gặp trực tiếp ban lãnh đạo PSG để đề đạt nguyện vọng ra đi. Nguyên nhân bởi cầu thủ này chán ngấy bầu không khí độc hại ở PSG, với nội bộ luôn ở trong tình trạng loạn. Những chóp bu của câu lạc bộ thành Paris cũng không có ý định giữ chân Neymar. Thay vào đó, họ sẵn sàng để cầu thủ này ra đi với mức giá hợp lý. Chính vì vậy, thương vụ Neymar rời PSG đang tiến triển rất nhanh. Theo nguồn tin uy tín từ tờ L'Equipe, Pháp, Neymar đã đồng ý chuyển sang thi đấu cho câu lạc bộ Al Hilal ở Saudi Arabia. Bản hợp đồng của chân sút người Brazil với đội bóng này có thời hạn 2 năm. Trong đó, mức lương của Neymar lên tới 160 triệu euro mỗi năm. Con số này biến Tiểu Pele trở thành cầu thủ nhận lương cao thứ hai ở giải vô địch Saudi Arabia cũng như thế giới, chỉ sau Ronaldo. Cầu thủ người Bồ Đào Nha có thu nhập lên tới 200 triệu euro mỗi năm ở câu lạc bộ Al Nassr. Hiện tại, Al Hilal đang đẩy nhanh quá trình đàm phán với PSG trước khi giải vô địch Saudi Arabia khởi tranh. Một số nguồn tin cho hay, đội bóng Saudi Arabia mất khoảng 90 triệu euro phí chuyển nhượng ở thương vụ này. Neymar được cho là ưu tiên trở về Barcelona. Thậm chí, cầu thủ này chấp nhận cắt giảm 75% mức lương để trở lại Camp Nou. Thế nhưng, câu lạc bộ xứ Catalan đang gặp khó khăn lớn về tài chính nên họ không thể chi số tiền lớn để tái ngộ Neymar. Năm 2017, Barcelona từng bán Neymar với giá 222 triệu euro cho PSG. Trong 6 mùa giải qua, tiền đạo người Brazil vẫn là nhân tố quan trọng trên hàng công của câu lạc bộ. Chân sút 31 tuổi ra sân 173 trận trên mọi đấu trường, ghi 118 bàn và có 77 đường kiến tạo thành bàn cho đội bóng thành Paris. Tuy nhiên, ở mùa giải này, Neymar không còn nằm trong kế hoạch của ông Luis Enrique. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha sẵn sàng bán anh để có tiền cải tổ đội hình. Al Hilal cho thấy tiềm lực tài chính rất mạnh. Họ đã vung ra cả núi tiền để chiêu mộ hàng loạt cầu thủ danh tiếng ở châu Âu như Ruben Neves, Kalidou Koulibaly, Sergei Milinkovic-Savic hay Malcolm trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2023.